Bài thứ năm: Quán giới phân biệt. Mở đề. Hầu hết người đời đều tin rằng mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến chết và cả sau khi chết nữa đều có một linh hồn duy nhất, bất biến, làm chủ tất cả ý nghĩ, hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là ngã chấp, nghĩa là tin có một cái ngã riêng biệt, tồn tại, bất biến. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc, gìn giữ cái ngã, bất chấp phải trái hay dở. Ngã mạn, nghĩa là ngạo mạn, cho cái ta của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu cái ta khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với ta. Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, trường tồn bất diệt, lại bị ngăn cách, chia sẻ, giam hãm trong những cái vỏ cứng là cái ta riêng biệt. Và người đời, hay nói rộng hơn, tất cả chúng sinh đều phải sống, chết, quay cuồng, điêu đứng, khổ đau vì cái ta riêng biệt mà họ tưởng lầm là thuần nhất bất biến ấy. Nhưng thật ra, có một cái ta như thế không? Nếu có, thì cái ta ấy ở đâu? Trong sáu căn, hay trong sáu trần, hay trong sáu thức? Muốn hiểu rõ vấn đề này một cách tường tận, chúng ta phải quán giới phân biệt là một trong ngũ định tâm quán. Chánh đề. Phần 1: Định nghĩa quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt, giới có nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất, người ta phân chia ra nhiều loại: loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị, vân vân. Hay trong con người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi là những giới riêng biệt. Trong thế giới ta bà gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc dù có thiên hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của Đạo Phật thì có thể chia ra làm 18 giới, loại, phạm vi. Vận dụng trí huệ để quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một trong 18 giới ấy, để xét xem thử có một cái ngã trường tồn bất biến duy nhất hay không. Đó tức là quán giới phân biệt. Phần 2: Phân giải 18 giới. 18 giới có thể phân ra 3 loại lớn: 6 căn, 6 trần và 6 thức. 1. 6 căn. Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở phát sinh. Sáu căn ở đây tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nhãn căn tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy của người được rõ ràng khi tiếp xúc với cảnh vật chung quanh. Nhĩ căn tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh. Tỷ căn tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết của người được xác thực khi tiếp xúc với các mùi như thơm thúi ở chung quanh. Thiệt căn tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa của sự nếm biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với các chất như chua, mặn, vân vân ở ngoại cảnh. Thân căn tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận biết được cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm của các vật chung quanh. Năm căn này là năm bộ phận thuộc về thể chất nằm ở bên ngoài, dễ tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có hình tướng do tứ đại hợp thành, có thể thấy được, chỉ được, rờ mó được. Duy thức học liệt chúng về nội căn sắc pháp. Nội căn sắc pháp này có thể phân tách ra làm hai phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình tướng thô phù hiện ra bên ngoài như tròng mắt, vành tai, lưỡi đỏ, vân vân. Còn tịnh sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm căn, tức là phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm căn. Nói một cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những dây thần kinh hệ của con người vậy. Phù trần thì thu thiển, tịnh sắc lại tế ẩn.
Nếu hai phần này rời nhau, năm căn sẽ thành vô dụng. Ý căn tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức thứ bảy. Phần này rất tinh tế, thuộc về phần tinh thần, cho nên không có hình sắc như năm căn trước. Hai, sáu trần. Trần nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp, luôn luôn dời đổi lăng xăng, tụ tán không chừng. Nghĩa bóng, trần tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật chung quanh con người. Sáu trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sắc trần là màu sắc, đường nét, hình dáng, những gì mà mắt có thể thấy được. Thanh trần là tiếng do vật hữu hình hay vô hình phát ra, nghĩa là những tiếng mà tai nghe được. Hương trần là mùi do vật hữu hình hay vô hình bốc lên, tỏa ra, vật mà mũi ngửi được. Vị trần là chất vị trong vật hữu tình hay vô tình, vật mà lưỡi nếm được. Xúc trần là những thứ mềm, cứng, trơn nhám của vật hữu tình hay vô tình, những vật mà thân tiếp xúc được. Pháp trần là những hình ảnh, màu sắc, hương vị, trừu tượng của năm trần lưu lại sau khi đã bị năm căn duyên, chính là cảnh bị duyên của ý căn. Màu sắc, tiếng tâm, hương vị ở đây không phải là vật thật của ngoại cảnh, mà chỉ là những hình bóng âm gian của ngoại cảnh sau khi đã lọt qua năm giác quan và đang bị ý căn duyên. Chúng ta có thể làm một thí dụ thô thiển sau đây cho dễ hiểu. Sắc trần dụ như cảnh vật bên ngoài, nhãn căn dụ như cái máy quay phim, pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim, ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể là một thí dụ thứ hai sau đây. Thanh trần dụ như các tiếng hát của một ca sĩ, nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm, pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm, ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy phát ra. Sáu thức. Thức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Nó thuộc về tâm pháp vô hình. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà phát sinh. Nhĩ thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần mà phát sinh. Tỷ thức là sự phân biệt, hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà phát sinh. Thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà phát sinh. Thân thức là sự phân biệt, hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc trần mà phát sinh. Ý thức là sự phân biệt, hiểu biết, phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây cho dễ nhận. Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi về văn nghệ, nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có sáu người, một ông chủ tịch và năm hội viên chuyên môn về năm ngành. Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh, một người chuyên về âm thanh, một người chuyên về mùi hương, một người chuyên về chất vị, một người chuyên về xúc giác. Năm hội viên này sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tách, phê phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch. Ông này thu góp tất cả những nhận xét của năm hội viên, làm tổng kết và tuyên bố kết quả của cuộc thi ấy. Ông chủ tịch này chính là ý thức, hay là thức thứ sáu. Phần 3. Phương pháp quán. Sau khi chúng ta đã biết được rõ ràng phạm vi và công năng của mỗi giới trong 18 giới rồi, đến đây chúng ta có thể bắt đầu tập phương pháp quán. Pháp quán này gồm có hai phần: quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức, và quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. 1. Quán sát sự liên hệ giữa căn,
trần và thức. Vẫn biết căn là nội sắc, trần là ngoại sắc, hai thứ riêng biệt nhau, nhưng chúng rất quan hệ mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với trần, còn trần là phần bị động, được duyên với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sắc nên con người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung quanh trong sự sống hàng ngày. Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải là con người, họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa, và thế giới này phải là thế giới chết, mờ mịt, không có ý nghĩa. Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt động của con người, nó dạy khôn dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt và làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình. Thức lại tác động vào căn và trần, làm cho cuộc sống càng thêm tiến bộ, sung túc, thịnh vượng. Ba thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, chất điện và đốm lửa. Sự liên quan này chứng minh một cách hùng hồn sự không độc lập của sắc pháp và tâm pháp, cả về phương diện cá thể lẫn phương diện tổng thể. 18 giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả thế giới và nhân sinh, cả vật vô tình và vật hữu tình. Một khi chúng đã không tự lập, thì trong vũ trụ này không có một vật gì, kể cả con người. Cả cái ngã do chúng cấu tạo ra lại có thể biệt lập thuần nhất được. 2. Quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. Phần trên, chúng ta thấy cái ngã không thể do tổng hợp của căn, trần và thức mà có được một cách thuần nhất. Đến đây, chúng ta sẽ đi sâu vào một tầng nữa, quán sát xem cái ngã có thể có trong một phần nào của căn, trần và thức chăng? Sáu căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét bản chất của sáu căn là gì. Chính là một khối xương da máu thịt hợp lại có trật tự, có tổ chức, chứ không gì khác. Mà đã là thịt da xương máu thì không có gì là bền bỉ thuần nhất. Từ khi trắng răng đến thuở bạc đầu, thử xem con người đã mấy lần thay đổi. Và sau 100 năm, thử hỏi thể xác ấy sẽ còn lại gì ngoài nấm cỏ khâu xanh rì. Giả sử có một cái ngã ở sáu căn thì thử hỏi, nếu cái ngã ở nơi mắt thì năm căn kia không phải là ngã, nếu cái ngã ở nơi tai thì năm căn kia không phải là ngã. Lần lượt xét cả sáu căn, chúng ta không thể nói được cái ngã ở một phần nào trong sáu căn. Nếu cho rằng sáu căn đều là ngã thì thành ra con người có đến sáu cái ngã. Nói thế chắc không ai công nhận được. Còn nếu bảo rằng do sáu căn hòa hợp mà có cái ngã thì trái với định nghĩa về cái ngã là thuần nhất bất biến. Giả lại khi đã cho rằng cái ngã do nhiều thứ hợp lại thì cũng phải công nhận luôn rằng cái ngã ấy là không thật, là giả hợp. Do đó, duy thức học bảo nhân vô ngã. Sáu trần là ngã chăng? Trần với căn không khác gì mấy. Căn đã không tự tại trong cuộc sinh tồn thì trần làm sao đứng vững, còn quan. Giả sử ngã nằm trong sắc thì trên thế giới này không có sự đổi trắng thay đen, như hoa nở rồi tàn, hết ngày rồi đêm, bãi bể biến thành vườn dâu. Cuộc đổi thay đã bày rành rành ra trước mắt. Vậy ngã nằm ở trong thanh chăng? Cũng không có lý. Thanh không bao giờ tự nhiên mà có. Nếu nó không do vật hữu tình phát ra thì cũng do sự gia chạm của những vật vô tình mà có. Như thế, thanh rõ ràng là một pháp hữu vi có tạo tác, mà đã là hữu vi thì thế nào cũng vô thường. Giả lại, vật sinh ra nó là sắc kia đã là vô ngã vô thường thì nó không thể nào là thường là ngã được. Cho đến hương vị xúc pháp cũng đều là vô thường vô ngã như sắc thanh cả. Chúng chỉ như là những làn gió thoảng qua, những màn sương phản phất, đã vô hình lại bất định, nên sự vô ngã của chúng lại càng rõ rệt hơn sắc thanh nhiều. Sáu thức là ngã chăng? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết vô căn và trần đối nhau mà có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thật có. Nói một cách đơn giản thì thức là do căn và trần đối nhau mà thành.
Nhưng nếu chia chẻ một cách rốt ráo theo duy thức học, thì thức sở dĩ có được còn là nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như nhãn thức sanh khởi được là nhờ chính duyên sau đây. Không là khoảng trống không cách biệt giữa căn và cảnh vật. Minh là ánh sáng soi chiếu với mặt trời, trăng, sao hay đèn đớm. Căn là chỗ nương tựa của thức. Cảnh là các sự vật mà căn duyên được. Tác ý là sự mong muốn được thấy. Phân biệt y là chỗ nương tựa để phân biệt, tức là ý thức hay thức thứ sáu. Nhiễm tịnh y tức là thức thứ bảy hay là tiềm thức. Căn bản y là thức thứ tám. Chủng tử, bản năng sẽ được phát sinh. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về nhãn thức, chúng tôi xin giảng giải chính duyên trên ra như sau. Không, khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở cách vật ấy gần hay xa. Mình, khi thấy phải là ban ngày hay ban đêm có trăng sao hoặc đèn. Căn, sự thấy ấy dĩ nhiên là phải từ con mắt mà có. Cảnh, và đồng thời lúc đó phải có vật gì mới thành sự thấy. Tác ý, trước lúc thấy ta đã có ý muốn ngó rồi. Phân biệt y, tác ý đây lại do ý thức đã khởi động trước. Nhiễm tịnh y, ý thức lại phải nương tựa thức thứ bảy vì là căn của nó. Căn bản y, thức thứ bảy lại luôn luôn và chấp thức thứ tám là ngã. Thức này lại là nơi dung chứa các thức chủng tử. Chủng tử là cái nhân chánh để có ra sự vật. Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên chót, nhãn thức đã không có mảy may gì là chân thật cả. Các thức kia như nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng như vậy cả, nhưng ít duyên hơn. Như nhĩ thức thì chỉ có tám duyên, vì không có minh, nghe không cần có ánh sáng. Còn tỷ thiệt và thân thức thì chỉ bảy duyên, vì không cần có minh và không. Ý thức thì chỉ có năm duyên là căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng tử. Xem thế thì đủ rõ sáu thức đều là không thật, nghĩa là cũng vô ngã như sáu căn và sáu trần. Tóm lại, từ căn thân cho đến thế giới gồm trong 18 giới đều không thật có, không thật ngã. Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, nhưng thật thể thì hoàn toàn không. Phần 4. Hiệu quả của pháp quán giới phân biệt. Pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn manh giác. Cái ngã đã bị tấn công đủ mọi mặt, từ ngoài vào cho đến tận sào huyệt, và cuối cùng bị phân tán chia sẻ phanh phui cho đến mảy muốn. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sở dĩ hoành hành được là nhờ núp vào bóng tối của si mê. Từ nay pháp quán giới phân biệt như là một ngọn đèn pha chiếu sáng cả dòng trời u tối, làm cho cái hình bóng giả dối là cái ngã cũng tan biến như mây khói. Ngã chấp đã không còn thì ngã ái, ngã mạn cũng không biết nương tựa vào đâu để tồn tại. Nói một cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ đau do ngã chấp mà sanh. Nay ngã chấp đã bị diệt thì phiền não khổ đau cũng sẽ hết. Phiền não khổ hết thì an vui tự tại tức thời hiện ra. Đó là cái kết quả chắc thật đầu tiên của pháp quán giới phân biệt. Rồi từ sự an vui tự tại tương đối ấy, hành giả sẽ cố gắng tiến dần trên đường đạo. Càng tiến, hành giả càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý. Hành giả sẽ dần dần chứng được các quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng hành giả cũng không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả không cố chấp ở quả vị đã chứng được của mình, do đó sẽ giải thoát được tam giới, làm bậc thanh văn duyên giác. Nếu hành giả cố gắng tu thêm đến khi không còn chấp trước các pháp mình tu, mà chỉ coi đó như là ngón tay chỉ mặt trăng, như liều thuốc trị bệnh, chỉ cần trong lúc đau. Nếu cố gắng tu được như thế thì hành giả sẽ đến bậc vô trí vô đắc,
tức là chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Kết luận: chúng ta đã thấy rõ công năng diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của pháp quán giới phân biệt, nhưng thấy được mặc dù đã là quý mà làm được mới thật là quý hơn. Trong đoạn trên, chúng tôi đã hai ba lần nhấn mạnh ở những chữ nếu cố gắng. Thật thế, nếu không cố gắng thì đâu sẽ hoàn đó. Và cái ngã mặc dù giả dối vẫn còn tồn tại mãnh liệt và tác quai tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng và củng cố từ muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, nhưng lâu ngày trở thành rắn chắc như những vỏ nghêu, vỏ ốc bám vào mỏm đá. Ngày nay chúng ta được may mắn Đức Bổn Sư chỉ bày pháp quán giới phân biệt để cho chúng ta thấy được cái giả tướng của nó. Nhưng đâu phải chỉ quán 5-7 lần hay vài chục lần là thành tựu. Cái ngã được bồi đắp lâu đời lâu kiếp thì công phu tu luyện để phá trừ nó cũng cần phải nhiều thời gian, qua nhiều giai đoạn. Lý trí có thể chấp nhận dễ dàng không có tật ngã, nhưng tình cảm đâu có chấp nhận dễ dàng như thế. Từ trước đến nay ta đang tin tưởng, quý chuộng, cưng dưỡng cái ngã. Bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không có, nó không thật, thì thế nào tình cảm cũng nổi dậy phản đối, bịt tai không muốn nghe, bịt mắt không muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra mới thuyết phục được tình cảm. Nhưng trận giặc chiến đấu với cái ngã đến giai đoạn này đâu phải đã chấm dứt. Cái ngã chưa đầu hàng mà lui vào sào huyệt sâu kín nhất, vào mật khu nguy hiểm nhất là tiềm thức, hay nói theo danh từ duy thức học là thức thứ bảy. Sự chấp ngã ở đây có một hình thức toàn diện vô cùng bén nhạy, như trong mật khu mà mỗi người dân từ trẻ đến già, từ đàn ông đàn bà đến con nít là một chiến sĩ, và mỗi khoảnh đất, mỗi lùm cây, mỗi cành lá là cạm bẫy làm trở ngại rất lớn cho sự chiến đấu chống cái ngã. Sự chấp ngã của tiềm thức hay vô thức diễn ra trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, trong khi thức cũng như trong khi ngủ, trong khi lành mạnh cũng như trong khi mê sảng, trong khi sống cũng như trong khi chết, theo thần thức và đi đầu thai. Lực lượng của địch chấp ngã mạnh mẽ và hùng hậu như thế đấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi chiến đấu, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta không bao giờ được phép khinh địch, phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến đấu, và trong khi chiến đấu phải quyết tâm và kiên nhẫn. Với hai điều kiện căn bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành công trong cuộc chiến đấu dẹp tan cái ngã, là tên giặc nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là tham sân si. Trừ được tên đầu đảng này là hành giả đã hoàn toàn thành công trong trận giặc chống phiền não khổ đau và bắt đầu bước lên đài giải thoát. Hoằng pháp.